Thưa quý vị và các bạn, định kỳ vào ngày thìn đầu tiên của tháng 6 âm lịch, đồng bào Hà Nhì lại thực hiện nghi lễ khô già già với mong cầu mùa màng tốt tươi, gia đình hạnh phúc và bản làng phát triển. Nghi lễ khô già già theo tiếng Hà Nhì có nghĩa là bội thu, được tổ chức trong 3 ngày. Ngày đầu tiên, đồng bào Hà Nhì ở các thôn bản sẽ tập trung dọn dẹp công viên, lập lại lán nơi tổ chức nghi lễ. Ngày thứ hai sẽ thực hiện nghi thức mổ trâu hiến tế thần linh. Con trâu được chọn phải là trâu đực, khỏe mạnh, được chăm sóc cẩn thận cho đến ngày làm lễ. Ngày thứ ba diễn ra nghi lễ chính, mỗi gia đình chuẩn bị mâm lễ cúng với những món ăn do gia đình tự chuẩn bị, trong đó không thể thiếu đỗ tương, dưa chua, xôi, trứng và rượu. Sau khi mâm lễ hoàn thành, người đàn ông đại diện gia đình sẽ đội mâm lễ ra lán công viên để thực hiện nghi lễ cúng thần linh. Khô già già mà ý nghĩa là lễ cầu mưa gió thổ hòa, để cho mùa muội bù thu, để làm cúng cái thần linh để cho bộ bội mùa thu đạt kết quả cao. Hàng năm thì xã có cái chỉ đạo đối với xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các thôn thực hiện tốt, tổ chức tốt cái lễ hội này. Và khi tổ chức lễ hội thì xã cũng cắt cử các cái phân công cho cán bộ công chức xã để tham gia các cái điểm tổ chức lễ hội ở trên địa bàn xã. Nghi lễ khô già già là nét đặc sắc trong văn hóa của đồng bào dân tộc vùng cao, được tiếp nối, trao truyền từ bao đời nay. Cùng với giá trị truyền thống, thì nghi lễ khô già già còn là sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn, góp phần quảng bá hình ảnh con người và miền đất, cũng như văn hóa của cộng đồng dân tộc Bát Sát.